Nếu ai là fan của chú chuột Mickey và cô nàng chuột Minnie thì chắc hẳn không thể bỏ qua sự kiện thú vị trong 2 tháng cuối tới đây. Đó là sự kiện mừng sinh nhật lần thứ 90 của chú chuột Mickey với chủ đề Celebrate the Magic. Sự kiện do công ty Walt Disney South Asia phối hợp cùng Crescent tổ chức. Theo đó, chương trình dự kiến bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 tại trung tâm thương mại Crescent quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, khách hàng sẽ có cơ hội giao lưu và chụp hình cùng với Mickey và Minnie trong 2 ngày là ngày 8 và ngày 9 tháng 12. Vào 5 khung giờ 12:30, 14:30, 15:30, 17:30 và 19:00. Ngoài ra, trong suốt gần 2 tháng diễn ra chương trình, khách hàng có thể thỏa thích chụp hình và tham gia các trò chơi vui nhộn với nhiều giải thưởng hấp dẫn, tận hưởng rạp phim Mickey, mua sắm những sản phẩm Disney độc đáo. Đại diện ban tổ chức kỳ vọng chương trình năm nay sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị và niềm vui đặc biệt, đồng thời hy vọng đây là một sự khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài để có thể mang Disney đến gần hơn với Việt Nam.